Sau khi lao dốc hàng trăm lần, dự án Bitcoin DeFi của đàn em khá bảnh thông báo mở đợt quy đổi Bitcoin DeFi sang token Luna. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch KuCoin, đồng Bitcoin DeFi đã có một đợt bán tháo lớn khiến cho giá giảm sâu, mất sạch thanh khoản. Đến nay, loại coin của dự án này không có bất kỳ lực mua nào. Theo thông báo, đợt quy đổi Bitcoin DeFi sang token Luna sẽ được mở vào ngày 24 tháng 5. Người dùng được phép quy đổi Bitcoin DeFi sang đồng Luna theo tỷ lệ 1:2. Nói một cách dễ hiểu, một đồng Bitcoin DeFi sẽ được đổi thành hai token Luna. Nhưng người dùng có thể thiệt hại thêm nếu thực hiện thao tác này. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá đồng của Luna hiện đang dao động ở quanh mốc $0.00016. Nếu quy đổi theo tỷ lệ nói trên, tài sản của người dùng có thể giảm thêm 4,5 lần do chênh lệch giá giữa Bitcoin DeFi và Luna. Hiện tại, Liquidity Pool, gọi là bể thanh khoản của dự án này, dao động ở mốc $80. Đợt bán tháo đã khiến cho thanh khoản của Bitcoin DeFi giảm khoảng $3.900 so với mốc đỉnh vào cuối tháng 11 năm 2021.